Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Tối qua gió mạnh quá trời, hẹn cô chú anh chị, gió thổi bay cái bạc lò xo của Chi luôn nè mọi người. Tony hôm nay không được khỏe ha cô chú anh chị. Ảnh bị cảm rồi ho, sổ mũi. Mà chị đi học thì có gì cho mẹ đâu. Ủa có miếng giấy dán gì trong đó vậy? This from school. Đâu đưa mẹ coi. This says from here. This says mom and dad. Trái tim bự quá vậy, đưa mẹ coi. Trái tim. Mà có cái này là cái gì? No, that's a Christmas love heart. Rồi, mẹ cảm ơn Chi nha. Cảm ơn mẹ. Có Chi con đi thay đồ đi. Thì Jimmy ăn đúng không? Ăn bây giờ con phải đập cái này nè, nhỏ nhỏ vậy nè. Bẻ này ra nè. À. Nhắm nhỉ. Ngon. Chào các bạn, con chú.
Xin chào cô chú anh chị ha. Buổi sáng nay trời giống như là có sương mù đó mọi người. Hôm nay ba Chi ở nhà nhưng mà ba Chi sáng có cuộc họp sớm rồi cô chú anh chị. Hai mẹ con tự đi nè mọi người. Chào mẹ luôn hả? Làm gì lạng dữ vậy trời, đang chạy xe gì lạng dữ vậy? Tại sao máy hả? Xin chào các bạn cô chú, con đi học. Thank you.
Bye.